chào các bạn, mình là Dũng đây. Hôm nay mình cũng lại tới trung tâm độ xe của bên mình FS 134 ở Văn Kiệt. Thì ở đây không à, các bạn thấy hôm nay cả cái không gian của tại trung tâm của bên mình có rất là nhiều xe. Mỗi cái xe đến đây thì độ theo cá nhân hóa theo ý của khách hàng đó. Thì hôm nay ở đây mình có một cái xe rất to màu xám chuẩn bị giao cho khách hàng, cũng độ vài món khá là hấp dẫn, mình sẽ review cho các bạn xem nha. Đây cái ốp tàu sắm, một con xe trông rất là đẳng cấp nha các bạn. Đó. Thì trên xe này anh chủ này đã độ những gì, mình sẽ review nhanh thôi. Tại vì cái xe này thì mình đang chuẩn bị giao cho anh khách rồi. Đó. Cái đầu tiên là cái cảm biến áp suất lốp. Đây. Cái xe này là cái xe mà không có cảm biến áp suất lốp, giống như cái phiên bản LSP Turbo. Thì mình đã mua cảm biến áp suất lốp zin, mình gắm vô cái dòi và mình đã mở tính năng ẩn kích hoạt ở trong xe cho anh chủ này luôn. Và trong những cái mà trên laptop này còn có đó là cái quét biển báo tốc độ và cái gập gương theo chìa. Đây, gập gương theo chìa. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình chưa có mở tính năng ẩn gập gương theo chìa cho ảnh ha. Cái đó cũng là trong những tính năng ẩn trên xe laptop có. À, cái thứ hai mình update cho anh khách này đó là cái gì? Đây, đây cái camera 360 ha. Cái camera 360 này sẽ giúp cho chúng ta quan sát rất là dễ dàng ở bên trái khi mà chúng ta đánh xi nhan trái. Thì nó sẽ quan sát bên trái khi mà chúng ta đánh xi nhan phải hoặc chúng ta di chuyển phía trước phía sau, chúng ta quan sát khá là dễ dàng. Mình nghĩ những xe ở Việt Nam này chúng ta nên lắp cái camera 360 cũng rất là phù hợp với lại cái sự an toàn khi mà chúng ta sử dụng xe đó. Thì ngoài ra ở phần phía sau xe này, đây ở phần phía sau xe này mình cũng là update thêm cái nắp thùng cuộn điện chẳng luôn. Đây, đây là cái chìa khóa theo cái nắp thùng cuộn điện này các bạn. Đây mình bấm mở ra. Đó. À. Nắp thùng cuộn điện này cũng khá là phổ biến, rất là dễ dàng mà khi cho chúng ta sử dụng ha. À. À, bấm nè. Đó, nó sẽ mở ra. Đóng lại. Ngoài ra thì mình có làm cái nút chờ ngay đây cho cái nắp thùng cuộn điện nữa, nhưng mà cái chức năng của nó chỉ là có thể đóng được thôi. Đó. Chỉ đóng rồi thôi chứ chúng ta mở thì không được nha các bạn. Để chúng ta đóng nhanh của nắp thùng cuộn điện phía sau thôi. Ngoài ra thì mình cũng đã làm thêm cái tay, một cái ti nè, cái ti hãm phanh để cho cái nắp, để cho cái bệ tựa này nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều khi chúng ta hạ xuống. Không thì chúng ta hạ xuống gấp gấp thì cũng khá là nhanh nha các bạn, cũng khá là đau á. Đó. Đó rồi ở phần phía trong xe này đó, ở phần phía trong xe này thì đây em mình mở máy lên đây, đây các bạn thấy gì không? Đó, mình đang trượt cái hàng ghế thứ hai đi lên chút xíu nữa thì cái tựa lưng sẽ được hạ ra. À, mình sẽ ngồi ở dưới hàng ghế thứ hai sẽ thoải mái hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đi xa. Một trong những cái nhược điểm của tất cả những xe bán tải là cái hàng ghế thứ hai, chúng ta ngồi sẽ bị hơi đứng. Điều này khi mà chúng ta đi xa, chúng ta ngồi lưng đứng quá thì chúng ta rất khó là chúng ta nghỉ ngơi. À, cái đầu chúng ta cứ nghiêng qua trái, cứ nghiêng qua phải mà làm sao chúng ta ngồi được. Thì khi mà chúng ta tựa lưng giống như vậy nghiêng ra thì người ngồi phía hàng ghế thứ hai cũng có thể ngủ ngon. Và cho tôi ngồi trên cái xe này với hàng ghế thứ hai tựa ra giống như vậy thì cho dù mà có đi cả 500-700 km bước xuống xe thì tôi vẫn cảm thấy thoải mái, chứ không có giống như những dòng xe bán tải khác thì cái tựa lưng hơi đứng. Đó. Cái trượt điện này thì cái hay của nó không làm cho cái bệ ngồi nó cao lên, giúp cho cái trần với lại cái khoảng sáng, cái phần đầu xe chúng ta nó cũng còn cái khoảng sáng rất là nhiều. À, chúng ta sẽ không có bị cảm thấy là bị hụt, bị ngợp hay là bị mất chiều cao khi mà lắp cái cơ cấu này vô. Rất là tiện lợi nha các bạn. Mình nghĩ với những dòng xe bán tải tại Việt Nam thì nên lắp cái cơ cấu trượt điện hàng ghế thứ hai để cho cả 4 người ngồi trên xe cũng rất là thoải mái. Đây, à, mình đang ngồi trong cái khoang nội thất của cái xe laptop mà mình đã kích hoạt cái tính năng ẩn, đó là cảm biến áp suất lốp. Cái xe nguyên bản zin thì các bạn sẽ không được thấy cái màn hình này đâu. Đây màn hình cảm biến áp suất lốp này các bạn. Cái bánh bên trái ở phía trên là 230, ở phía dưới là 225 và bên phải 225. Chúng ta sẽ quan sát lại cái thông số mà bên cửa chúng ta để chúng ta bơm bánh làm sao cho nó phù hợp. Và chúng ta quan sát cái lớp giống như vậy á, thì cái tuổi thọ của lớp chúng ta sẽ
ổn hơn rất là nhiều đó các bạn. Đây trong những tính năng ẩn mà mình tích hợp mở trên cái xe laptop. Ngoài ra đó, khi các bạn đi xe mà các bạn chưa cần đánh tay lái bên tay phải thì vạch bánh xe bên tay phải sẽ xuất hiện. Các bạn đánh xe bên tay trái, vạch bánh xe bên tay trái rồi xuất hiện khi các bạn đánh vô lăng đó, thì cái đường lai nó sẽ quay theo và giúp cho chúng ta cảm thấy rất là an toàn. Đây này, đó các bạn thấy không, đây khi mà chúng ta kích vô đây nè thì nó sẽ ra toàn cảnh của cái xe nè. Đây các bạn có thể xem phần đầu xe, xem phần đuôi xe ha, bên trái bên phải rất là an toàn luôn. Khi mà chúng ta đi trên cái xe mà có camera 360 giống như vậy cực kỳ tiện lợi luôn các bạn đó. Rồi còn một chi tiết cũng khá hấp dẫn mà mình muốn giới thiệu các bạn trên cái xe này, đó là cái cửa hít đó, các bạn thấy không, cửa tự động hít lại đây nè, mình thả ngẫu nhiên nè đó. Với những hành khách đã từng đi mẹt đi BMW Series 7, đi mẹt S450, S500 thì đa phần khách hàng xuống họ đóng cửa rất là nhẹ nhàng, tôi không giống như anh em chúng ta đâu. Thì đa phần cái cửa hít này nó sẽ giúp cho cái cửa sẽ tự động hít lại rất là dễ dàng ha. Đây, đây là trong những tính năng mà mình nghĩ với những anh chủ đã quen với cái những cái sự xa xỉ miệng, những cái sự cao cấp đó, những sự cao cấp trên xe thì cái cửa hít này cũng giải quyết cho chúng ta rất là nhiều vấn đề. Cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều của khách hàng về sử dụng cái cửa hít giống như vậy đó, thì ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy comment bên dưới. Thì các bạn có đang đi xe laptop hay là đi xe web, hay là bạn có muốn độ những cái món gì trên những dòng xe Ford thì hãy alo cho mình theo số điện thoại là 0933 586 579. Bên trung tâm mình là trung tâm FX Auto, là một thành viên của Sài Gòn Ford. Nơi đây là mình muốn tạo một cái sân chơi để cho khách hàng có cái nơi uy tín, có một cái nơi chất lượng để chúng ta gửi gắm niềm tin, gửi gắm con xe mình cho bên chúng tôi đó. Nếu các bạn thấy video clip này hấp dẫn thì hãy like, subscribe cho mình nhé. Mình là Bùi Văn Dũng ở đại lý Sài Gòn Ford và tại trung tâm FX độ xe của bên mình, của thành viên của Sài Gòn Ford luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.